Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Rất là nhiều bác đặt câu hỏi với Điện Máy Bình Sơn khi chúng tôi ra mẫu Reload mới, mức giá chỉ có 3,3 triệu trong đợt khuyến mại đến 18 tháng 7 này. Và rất là nhiều bác đặt câu hỏi là tại sao cái mẫu mới giá lại rẻ hơn so với mẫu cũ. Năm ngoái mua tận 4 triệu rưỡi mà năm nay sao lại có 3,3 triệu. Thì đây, hôm nay mình sẽ làm video này giải thích cận kẽ cho các bạn để các bạn đỡ bị lăn tăn hơn. Đây là cái mẫu Reload 541. May quá mình còn một chiếc, còn duy nhất một chiếc thôi của cái lô cũ. Lô này thì thật sự luôn với các bạn là mình phát triển từ những cái năm đầu tiên có cái dáng 541 hàng Trung Quốc này. Và có thể nói luôn là cái Reload 541 mẫu này là mẫu gọi là nó chỉ sau hu có phát là mẫu này có luôn, mà các bạn có thể thấy được cái mức độ sắc nét, mức độ chi tiết của nó hoàn hảo đến gần như là không có một cái gì để chê trách. Thì các bạn phải hiểu là nó được đặt tại một cái nhà máy như thế nào. Hai mẫu này thì mình đặt hoàn toàn hai nhà máy khác nhau. Cái mẫu này thì mình làm rất là lâu rồi, từ năm 2019 cơ. Thì đặt ở một cái nhà máy khác. Cái nhà máy này là chuyên xuất khẩu đi châu Âu. Và cái manager, tức là cái người quản lý của cái nhà máy này này, ngày trước là kỹ thuật trưởng của bên Husqvarna. Do đó họ nắm được rất rõ những cái đặc tính, những cái yêu cầu, những cái thiết kế của Husqvarna, những cái chi tiết này họ mua ở những cái nhà xưởng nào. Thì bắt đầu cái người đấy, cái manager đấy, người ta mới mua những cái nhà máy đấy và người ta lắp và tạo nên một cái chiếc Reload 541 hoàn thiện như này. Và bên mình đặt mẫu này thì giá thật sự luôn các bạn là cao. Giá này, giá của cái dòng máy này cao. Và lát nữa mình cho các bạn xem là đặt từ rất lâu, tức là nó có tại thị trường rất lâu rồi mà cái mức độ hoàn hảo của nó cũng vẫn là rất là nét. Mà đến giờ các cái hãng khác ra sau rất là nhiều năm rồi, ra sau đến 2-3 năm mà cũng không đạt được đến độ chỉnh chu và nét như thằng này luôn. Đấy, thì để cho các bạn hiểu là cái chất lượng của những thằng Reload 541 đời trước nó khác biệt như thế nào. Còn đúng, đây là mẫu Reload mới, mình đặt tại một nhà máy khác. Vẫn giữ phần lớn những cái thiết, những cái chi tiết tốt. Ví dụ như là vẫn giữ bộ hơi chất lượng tốt này, chế hòa khí chất lượng tốt này, rồi bộ lốc cũng khá là tốt, và một số cái chi tiết nòng cốt tốt. Tuy nhiên cái bên ngoài của nó sẽ không bao giờ được như con này. Do đó thì mức giá của nó rẻ hơn rất khá là nhiều. Tuy nhiên thì so với cái số tiền các bạn bỏ ra đầu tư hơn 3 triệu thì đây vẫn là một cái lựa chọn hoàn toàn xứng đáng. Bởi vì các bạn thấy không, năm nay trên thị trường quá nhiều những cái mẫu hàng rẻ. Bây giờ bên mình mà vẫn cứ triển khai những cái mẫu hơn 4 triệu như này thì thật sự luôn các bạn là rất khó bán. Chính vì vậy bên mình đã cố gắng làm sao tối ưu giảm những cái chi tiết bên ngoài đi để làm sao chỉ giữ lại những cái chi tiết cốt lõi thôi. Những giảm chi tiết bên ngoài nó không ảnh hưởng đến chất lượng máy nhé các bạn nhé. Để làm sao cho nó có rẻ nhất, để dễ dàng tiếp cận các bạn nhất. Rồi, hai mẫu Reload này thì xin mời quý vị các bạn đến gần hơn. Các bạn có thể thấy rõ hơn được sự khác nhau như thế nào. Là tại sao nó chênh nhau đến hơn 1 triệu. Chưa cần nói đến những cái điểm gì cao siêu, các bạn thấy màu sắc này. Về màu cái mẫu Reload 541 cũ thì nhìn thực tế luôn là nó rất giống với mẫu hu, màu cam nhạt nhạt, nhìn nó rất đẹp. Còn mẫu 541 mới thì các bạn thấy nó màu cam, nhưng mà cam kiểu cam đỏ ấy, nhìn nó khá lòe loẹt hơn. Rồi các bạn có thể thấy được cái bình xăng này. Đấy, bình xăng của mẫu Reload 541 cũ này, nó ôm sát sàn sạt như này luôn và nó không có long đền ở đây, không có long đền. Cái khuôn bình xăng này cực kỳ chuẩn nhá. Nó phải fake 1:1 so với hàng hãng luôn ấy. Có thể luôn mình nghĩ rằng thằng Reload này nó đặt rất nhiều chi tiết cùng nhà máy với cả thằng hu luôn. Đây các bạn thấy, bình xăng trên thị trường đa phần những cái mẫu đều có long đèn đây hết. Đây mẫu 541 Reload mới đây, có cái long đèn đây. Và cái bình xăng các bạn nhìn thấy, nó thuôn xuống như này. Và cảm giác nó dài hơn. Nhìn nó sẽ không, cảm giác nó không hài hòa được như cái mẫu Reload 541 cũ. Rồi về phần tem thì các bạn nhìn cảm giác tem này nhìn cũng, nó cũng xấu hơn một chút so với cái mẫu Reload 541 cũ. Rồi về hệ ốc hoa thị đi, các bạn nhìn hệ ốc hoa thị những con này nhìn nó sắc nét như này. Và tất cả những cái chi tiết ốc khi nó vặn nó đều đánh dấu sơn hết. Nè, những cái dấu sơn ký hiệu, thật sự luôn cái độ hoàn thiện nó rất là cao. Còn mẫu này thì cũng dùng hệ ốc hoa thị, tuy nhiên chỉ sử dụng hệ ốc hoa thị ở đầu máy thôi. Còn cần máy thì không sử dụng hệ ốc hoa thị. Đấy, để các bạn có thể thấy được những cái điểm khác nhau. Về phần màu sơn, ngay cả phần áo bô này thì các bạn thấy không, áo con này cũng kiểu màu xám đậm, còn áo con này màu xám nhạt, cũng giống theo hàng xịn hơn. Nói thật sự luôn, con Reload 541 này giống theo hàng xịn rất nhiều. Cái màu áo phần boe cũng thế. Đây, ngay kể cả cái con vít, con ốc vặn boe, cái này nó cũng màu theo như màu xịn. Còn cái này màu cũng không giống màu xịn lắm. Màu xịn nó màu ghi xám như này, đồng bộ luôn cơ. Đấy là những chi tiết của các bạn có thể thấy được sự hoàn hảo, hoàn thiện đến từ mẫu Reload 541 cũ. Ngay kể cái phần ốp giật trợ lực này, các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn cảm giác cái đường kính ấy, cái đường kính của cái ốp giật này nó rộng hơn này, thì nhìn cảm giác nó rất là đều và nó cân đối. Còn cái đường kính của cái ốc giật mới này nhìn nó bé hơn. Chính vì vậy cái phần lồi này nhìn nó rất là nhọn, nhìn nó sẽ không được nét nền nẹt như cái mẫu cũ. Đấy là những cái mà để cho các bạn có thể thấy được.
ngay kể cả phần đằng trước này các bạn thấy tem như hàng xịn thì nó cũng sẽ là tem trong suốt kiểu như này, còn thằng này thì không phải như thế nhá các bạn nhá. Rồi về mâm điện thì điện lại khác bọt nữa rồi. Còn về côn này, anh em nhìn ngay kể cả côn, cái côn này nhìn rất là khác biệt, nhìn nét này nẹt luôn, và có những cái dấu sơn để thể hiện cho là những cái này đã được kiểm tra chất lượng rất là kỹ, QCS rất kỹ trước khi ra sửa. Và con này sử dụng điện IPU này, mâm điện IPU luôn, thằng này thì ao xin. Đó là những cái mà điểm để các bạn thấy khác nhau bên ngoài. Đây, nhìn rất khác nhau đúng không? Ngay kể cả phần tay lái đấy, các bạn thấy thằng tay lái con này y hệt tay lái xịn luôn, cũng bị thóp một chút, cũng làm thóp một chút như này để vào cái cùm vừa hơn. Hai nữa là các bạn nhìn thấy độ dày của ống cần, ống tay lái rất là dày, thấy như là xịn luôn. Nói chung là nói về độ xịn, độ đẹp thì con này nó phải đạt đến 90% luôn. Tuy nhiên cái giá của nó mình triển khai về nó cao quá, 4,5 triệu là gần như không thể nào tiếp cận được với khách hàng. Bởi vì đa phần các bạn sẽ kêu là 4,5 triệu thì các bạn sẽ lên một chút, lên 1,5 triệu nữa các bạn mua hàng xịn hu đúng không? Chính vì vậy là bên mình mới bỏ cái mẫu này và đặt về cái mẫu này lên là Reload 541. Đó là những cái điểm mà mình chia sẻ với các bạn để các bạn nắm hơn bắt hơn. Với cả cái mẫu này là đặt nó có đầu tiên trên thị trường ấy, do đó cái thời điểm mà nó có ấy, thì là cái khuôn mẫu nó ít, khuôn mẫu ấy, ít thì cái tiền phí vào khuôn mẫu nó nhiều hơn, chính vì vậy giá thành nó sẽ cao hơn. Rồi, đó là những cái điểm khác nhau để các bạn thấy là mẫu này tại sao giá là 4,5 triệu, mẫu này giá là 3,3 triệu. Mẫu này thì nó về hoàn về bên ngoài nhá, về bên ngoài này, về bên trong, về tất cả mình khẳng định với các bạn luôn, trên thị trường con này đạt đến 90% so với hàng hu xịn, 90% đấy. Nhưng mà bản chất là giá của nó 4,5 triệu mình mà vẫn là mang mác là hàng tàu nên là mình cũng không muốn phát triển nữa thôi. Còn mẫu này thì thật sự bây giờ nó đã về cái mức giá nét này nẹt rồi, 3,5 triệu, tại thời điểm khuyến mại, và sau này khi hết khuyến mại thì về giá 3,5 triệu. Thì đây là một mức giá quá nét. Một cái tin mới cho các bạn biết là nếu ai là cái fan tín đồ của cái mẫu Reload 541 này thì sắp tới khoảng 1 tháng nữa bên mình đã đặt xong cái mẫu cúng của nhà máy này nhá, mẫu 543, mình đặt tên là Reload 543 cúng của nhà máy này luôn. Tất cả các thứ như con máy này nó sẽ có thay đổi tiếp này, có một số thay đổi đó chính là bộ hơi của nó sẽ, mình sẽ lên bộ hơi 41 ly để cho các bạn thích về những cái máy lớn hơn. Thứ hai là lọc gió của nó mình sẽ không làm lọc gió này nữa, lọc gió mẫu 541 cũ là lọc gió giấy này thì mình sẽ không làm mẫu này nữa, và mình làm về mẫu lọc gió như lọc gió của con này. Đấy, thay đổi một số chi tiết đây, lọc gió cũ này nó sẽ là lọc gió này và mình sẽ không làm mẫu lọc gió này nữa, và mình sẽ thay đổi về mẫu lọc gió này để cho các bạn tối ưu hơn. Nhiều bác đa phần là thích mẫu lọc gió này, dễ mua, dễ sửa chữa, dễ thay thế hơn, thì mình sẽ thay về mẫu lọc gió này. Đấy, không để mẫu này nữa và để thay về mẫu này. Tức là mình sẽ đặt đúng nhà máy này lên nòng 41 ly, thay lọc gió, thay buji NGK PBMR7A sang mẫu này, xay chế hoặc khí quan Pro nhưng mà ốc chỉnh kim đen sang mẫu này. Đấy, và giữ nguyên điện IPU, giữ nguyên mâm điện IPU, và mức giá lúc đấy, lúc thời điểm mà 1 tháng sau chắc chắn là sẽ cực kỳ hợp lý. Mình dự tính nó về đến Việt Nam khoảng tầm 3,9 triệu miễn phí vận chuyển thôi. Cực kỳ hợp lý luôn để cho các bạn tiếp cận một dòng máy này đẹp như con này luôn, về ngoại hình, về chất lượng, thay luôn lên bộ hơi 41 ly, thay lọc gió, thay về điện IPU, thay về buji NGK PBMRA, có điện trở để cho các bạn có tiếp cận được một dòng máy giá dưới 4 triệu mà nòng 41 ly cực kỳ nét, và mình sẽ đặt tên nó là Reload 543. Rồi các bạn hãy chờ đợi nhá. Còn đây chính là lời giải thích cho mình là tại sao mỗi 541 cũ lại có mức giá cao hơn mẫu 541 mới đến mức như vậy, để cho anh em nào nếu mà mua những cái mẫu 541 Reload này này từ ngày xưa 4,5 triệu thì các bạn không bị hoang mang. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau.